Ăn tan trường rồi ăn ở lại chơi nè cả nhà ơi. Đây là khu vực trường của An nè, khu vui chơi ở trường của An nè, rất là đẹp không nè cả nhà ơi. Rất là nhiều trò chơi luôn nha. An ơi, lại đây nè. Em ăn bỏ dép luôn à. Xin chào cô chú. Không lên được đâu, đi được bên kia đi con, có dép mang mới được. Ăn giả bộ à, ăn giả bộ à, ăn đi được bên kia. Xỉu. Đau 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 đau. Đau quá. No, không đi gần này nữa. Ôi, tội nghiệp quá té rồi. Đau rồi, đau chỗ nào đau? Đau tay à? Anh dép ngược rồi, dép ngược rồi.